Chào tất cả mọi người cùng đam mê. Đây chính là chú chim mồi của mình. Thì hôm nay nó đã hoàn toàn khỏe mạnh sau 6 tháng bị bệnh. Đó là cái niềm vui lớn nhất đối với mình. Và đây chính là một trong những chú chim mồi mình tâm huyết nhất. Mình nghĩ là nó không qua khỏi. Thế nhưng mà may mắn thì đến thời điểm hôm nay nó đã khỏe khoắn và đã hót lại. Thì mình sẽ tí nữa mình sẽ treo ra ngoài kia để xem thái độ của em chim mồi này của mình nó như thế nào nhé. Cái bệnh của chú chim chào mào này của mình là không hiểu vì sao nó hoại tử hết hai chân anh em ạ. Có thể là nó già quá, mình nuôi con này cũng hơn chục năm rồi. Anh em nhìn kỹ này, một chân bên này thì nó không bị hỏng hẳn nhưng mà nó cũng không bấu được như bình thường nữa mọi người nhá. Còn chân bên kia thì hoàn toàn nó đã cụt hẳn rồi. Thì đó chính là lý do vì sao mình thời gian vừa qua mình không dùng con chim này mình đi nữa. Và cái niềm đam mê nhất của mình bây giờ mình đã cảm thấy là rất vui khi nó đã bình phục, nó khỏe khoắn lại. Thì hy vọng rằng là mình sẽ chăm sóc con chú chim này tốt nhất có thể. Một chiến binh mà mình cảm thấy ưng ý nhất. Chim này là con chim mồi Sơn La của mình. Con chim này ngày xưa mình đi nó hay xòe đấy anh em nhé. Mẫu xòe đấy. Đây anh em nhìn chân của nó này. Có khi nó già quá nó bị hoại tử hết chân này. Kìa bên kia thì cụt hẳn rồi kìa anh em mọi người kìa. Đó. Mà cái bản năng và tố chất của nó thì hôm nay mình thấy nó rất là khỏe chim rồi. Đó. Thì tí nữa mời mọi người theo mình ra xem cái lết chơi của và tố chất của chú chim mồi này của mình nhá. Và tiếp một xíu nữa mình sẽ trích một đoạn chim cái cách đây 7 tháng em nó vẫn đang đi bẫy nha anh em nhá. Đây mọi người nhìn chân nó này. Sợ. Rất là đáng thương luôn. Thế nhưng mà bản lĩnh của một chú chim mồi thì sau khi hết cố gắng hết sức của mình thì mình cũng chỉ được cứu được nó đến thế này thôi anh em ạ. Và đây mời anh em xem clip bẫy cách đây 1 năm trước khi nó bị bệnh. Một lết chơi mồi dụ mà giờ rất là hiếm gặp anh em nhé. Thì mời mọi người xem qua. Mồi chế rút rồi đấy. Nhảy. Đẹp rồi. Đó là những gì mà chú chim này thể hiện lúc nó còn phong độ anh em nhé. Và bây giờ thì mời mọi người ra xem cái thái độ của em chim này sau khi đã bị bệnh nặng đó. Thì bây giờ nó đã hồi phục rồi. Mời mọi người ra mình sẽ treo ra ngoài kia để nó nhìn thấy chim trời, xem bản năng của nó như thế nào anh em nhé.
Thôi anh em ạ, bây giờ thì mình sẽ cất chú chim này đi. Thì mình như anh em đã thấy đấy, lết chơi của em nó đã hoàn toàn bình phục theo tố chất, nhưng mỗi tội cái cặp chân của em nó thì mình không thể cứu được nữa anh em nhá. Thì một chiến binh cũng là rất là tâm huyết của mình, bản năng và thái độ tố chất của nó vẫn được thể hiện. Đó là những cái gì mình yêu quý nhất về những cái chú chim mồi của mình. Và hy vọng rằng mình sẽ tiếp tục chăm sóc chú chim này một cách tốt nhất có thể. Rồi xin chào anh em và hẹn anh em những clip tiếp theo. Những clip tiếp theo mình sẽ cập nhật tiếp về chú chim này cho anh em xem.